Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán bố thí Ba La Mật Đa, hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán pháp không nội, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận.